Ai lên giữa hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi, nghe hơi gió lên vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi. Kính thưa quý vị, vào cuối thế kỷ 19, người Pháp đã bị mê hoặc ngay sau khi phát hiện ra cao nguyên Lambian. Họ nhanh chóng quyết định xây dựng một thành phố nghỉ dưỡng tại đây, bất chấp khó khăn chồng chất về mọi mặt. Và cuối cùng, một thành phố xinh đẹp, thơ mộng giữa miền sơn cước đã xuất hiện và trở thành nơi hòa quyện giữa ký ức Pháp với nét trẻ trung tươi mới của một vùng đất thuộc xứ sở nhiệt đới Việt Nam. Sau khi thành lập tỉnh Đồng Nai Thượng và quyết định xây dựng trạm nghỉ dưỡng trên cao nguyên Lâm Viên, toàn quyền Paul Dumais cùng người kế nhiệm Jean Paul đã cho tiến hành rất nhiều nghiên cứu khảo nghiệm để chuẩn bị cho việc xây dựng một thành phố từ con số 0 tại nơi rừng rú, cách xa tất cả các thành phố lớn và trục đường giao thông quan trọng. Tiếp đó, chính quyền thuộc địa đã từng bước lập quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố một cách bài bản, khoa học, với tham vọng biến nơi đây thành địa điểm mang sắc thái quê nhà của các viên quan cai trị người Âu cùng đoàn binh lính viễn chinh Pháp. Năm 1898, chính quyền thực dân đã cấp tốc cho xây dựng tuyến đường bộ đầu tiên từ Phan Rang lên Đà Lạt. Cùng lúc đó, người Pháp cũng bắt đầu nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt. Lúc này, viễn cảnh về một đô thị sầm uất, một thành phố phồn hoa trong tương lai gần, đã buộc các quan chức phải tính đến những biện pháp quản lý hành chính cần thiết. Tuy nhiên, sau đó là một chuỗi ngày dài thất vọng khi đồ án quy hoạch của Paul Sampoderi, thị trưởng đầu tiên của Đà Lạt, đã bị thất bại. Và thành phố Đà Lạt lay lắc tồn tại ảm đạm với chính màn sương mù thường xuyên bao trùm phố núi. Đà Lạt chỉ thực sự hồi sinh khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ và toàn quyền Đông Dương Albesaro quyết định biến nơi đây thành nơi nghỉ mát trên cao số 1 của Đông Dương. Đồ án quy hoạch thành phố lại được lấy ra từ kho lưu trữ, giao cho Ô Ninh chỉnh sửa, phát triển và đệ trình toàn quyền Đông Dương vào năm 1919. Cùng năm đó, người ta đào một hồ nước nhân tạo ngay giữa trung tâm thành phố, đồng thời xây một con đập ngăn nước tại đây. Năm 1923, trong đồ án quy hoạch của mình, kiến trúc sư Ernest Ebra đề nghị mở rộng việc xây dựng hồ nước tại trung tâm Đà Lạt. Ngoài ra, ông còn vẽ lên một đô thị sầm uất hiện đại với rất nhiều phân khu có chức năng khác nhau. Đà Lạt trong viễn tưởng của Ebra là một thủ phủ liên bang với 300.000 dân, trong khi dân số Đà Lạt lúc đó chỉ khoảng 1.500 người. 10 năm sau, năm 1933, kiến trúc sư Pino đã đưa ra một đồ án chỉnh trang mới. Ông đề nghị mở rộng hơn nữa các hồ nước và công viên, đồng thời thiết lập các khu vực xây dựng phù hợp với cảnh quan và khí hậu địa phương. Đồ án của ông có tính thực tiễn cao trong việc quy hoạch đô thị Đà Lạt. Và sau đó, Đà Lạt đã phát triển du lịch rất mạnh, đặc biệt là với tuyến đường sắt răng cưa. Đến năm 1942, Đà Lạt đã trở thành một thành phố xinh đẹp, là nơi nghỉ mát lý tưởng của người Pháp ở Đông Dương. Tuy nhiên, Đà Lạt đã phát triển quá mức nên toàn quyền Đông Dương De Cuy giao cho kiến trúc sư Lagitske dựa theo đồ án cũ của Pino thiết lập đồ án chỉnh trang phát triển Đà Lạt mới. Đồ án của ông chú trọng đến việc mở rộng và làm đẹp thành phố ở những khu vực phát triển nông nghiệp như xây dựng các khu biệt thự ngoại ô với mô hình thành phố vườn theo ý tưởng của toàn quyền Đông Dương De Cuy. Từ công cuộc quy hoạch và xây dựng đô thị của người Pháp đã hình thành nên Hồ Xuân Hương. Đến nay, hồ nước nhân tạo này
đã trở thành một trong những biểu tượng của thành phố Đà Lạt. Xung quanh hồ, những rặng thông hay dãy núi mờ xa lặng yên soi bóng, tạo nên vẻ đẹp mộng mơ, yên bình, hiếm thấy. Một Đà Lạt ẩn hiền trong làn sương huyền ảo, một thành phố yên bình trong ánh nắng chiều vàng tươi đã làm say lòng bao lữ khách dừng chân chỗ này. Dạo bước trên những đường dốc quanh co, ngắm bức tranh thiên nhiên Đà Lạt, hay ngồi nhâm nhi ly cà phê với những phút đam mê đã khơi nguồn cảm hứng cho biết bao tâm hồn nghệ sĩ. Với những ưu đãi từ thiên nhiên, Đà Lạt là một trong những địa điểm hiếm có trên thế giới, quanh năm được tô điểm bởi muôn sắc hoa, khiến cho du khách khắp nơi mong một lần đến Đà Lạt để tự thưởng cho mình nhiều tấm ảnh đẹp với khoảnh khắc thật lãng mạn. Đà Lạt đẹp yêu kiều, khiến người đến không nỡ rời đi, và khi ra về mà khúc hát vẫn cứ ngân xa. Chào Đà Lạt, thành phố tình yêu. Chào Đà Lạt, thành phố của ngàn hoa. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là tập cuối cùng của bộ phim Đà Lạt, những câu chuyện chưa kể đã được chúng tôi vừa gửi đến quý vị. Thông qua bộ phim, chúng tôi mong muốn giới thiệu những tài liệu lưu trữ rất có giá trị đang được chúng tôi ngày đêm gìn giữ. Còn rất nhiều những tư liệu giá trị khác đang chờ đợi sự khai thác và tìm hiểu của quý vị trong thời gian kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.